một hai ba vô. Một hai ba vô. Dạ. Chị em không được ăn ngủ rồi. Bây giờ Alex đang đi, đến gia đình đang ở trong cái nhà hàng Ý. Lần đầu tiên ăn nhà hàng ở Ý nè, không biết nhà hàng Ý có gì đây? Oui, c'est des entrées chaudes. Có gì vậy bà? Entrées froides. Starter, c'est. Canel là entrée. Après, il y a les pâtes, les pizzas. Le monde gâteau, la soupe, hein. La tête, hein. Oui. T'as ton nino. Anh kịch à? Em mỹ không anh cái đó có gì thật sự suy vô cùng lấy tít không bà cùng em tít trong anh bắt là carbonara. Ok. Yeah. So we will order one scalopina aya pizza yola. Papa, tu prends laquelle toi? La troisième. Un filetto al tartufo e fondi. Et medium rare, madame? Medium rare, madame? Bleu. You mean the meat? Yeah. If it's cooked a lot or. Yeah. Non, non, très très peu cuit. Très, presque cru. Medium. Yeah. Nuts. Yeah. Medium. Little que. Cooked, little cooked. Medium rare, yeah. Medium, yeah. Medium rare. Yeah. They call it medium. On dit bleu en France, bleu. Oui, ben là, ils appellent ça medium. Medium, c'est le vert. Je sais pas. So, okay, this one, okay. And for me, spaghetti alia carbonara. Bia thôi. Cái này không phải là một bia Ý. Bia Ý hả? Bia Ý, tên Peroni Nastro Azzurro. Ok, 1, 2, 3 vô đi. Rồi em nướng đưa nước nè. Không nước cho mẹ á. Ça aurait pu faire. T'y arrives pas. Mais si c'est pas tout, t'es pas fait. Pourquoi tu me comprends de moi? T'es pas tout seul, regarde. Voilà. Oui, j'avais fait le plus dur. Elle a thông mở được nhờ ba chồng mở. Hồi nãy anh chọn bát hả? Chọn mì hả? Ôi, mì nục sốt kem và chân gà. Ok. Ok, 1, 2, 3 vô. Chúc mừng ba đến và con em ba đi. Em uống nục Ý chà, không phải nục bình thường á. À, uống nước lạnh mà nước lạnh của Ý nè. Của Tuscany. Tuscany là một vùng nục Ý à. Ok, hai cha con vô đi. Chúc mừng qua con đi. Bon qua con. Ok, on traîne pour vacances, papa. Oui. 1, 2, 3, yo. 1, 2, 3, yo. Bon papa, yo. Yeah. La tienne, mon petit Liam. Ouais, le petit Liam, không được ăn, ngủ rồi. Ý ngon không? Oui, cũng được. Cũng được. Non, ce n'est pas une bière blanche. Bon, ça se boit quand même. Bây giờ thì uống bia xong đó ngồi chờ người ta làm xong ra ăn. Bia Peroni Nastro Azzurro. Peroni Nastro Azzurro. Bah, de toute façon, oui, il faut comment on pense que j'ai des avions avec l'eau, c'est difficile. Đang đi ăn nhà hàng mà đi ngủ rồi đi. Tội quá đi thôi. Thương quá à. Có ai đẹp trai kìa. Ở đâu hả? Ở kia. Ở kia kìa. Đó. Hai ba vô. Ai đẹp trai vậy bà? Ồ quên. Lát là Việt Nam yên. Escadua kìa. I know. Bà chỉ ai? Dạ, tôi không thấy em đẹp trai không phải chồng đâu. Bị thất sủng rồi, anh bị hết đẹp trai rồi. Tội Alex quá đi. Bà vô có con này mày cũng sẽ khánh không. Ông nội chỉ ai đẹp trai đây. Giống người Việt Nam dữ. Bây giờ mũ lên mũ.
ai đẹp trai nằm ngủ đây. Giờ là Alex hết đẹp trai rồi. Nhưng thì anh nhà hàng mập rồi, mày lớn rồi. Thôi đồ anh tới rồi. Hả? Anh tới rồi. Cái này là em kêu về. Đây là của mình, thịt. Thịt con bê à? Thịt bê. Con bò con. Đó. Rồi của ba là của ba Alex là mì. Của ba Bi là nấm thịt khoai tây. Vừa có đồ ăn là Liam thức dậy luôn. Liam thức dậy ăn kìa. Hồi nãy giờ ngủ mà giờ có đồ ăn nữa kìa. Anh. Ok, bây giờ ăn thôi. Merci baba. Ok. Bon appétit. Chúc ăn ngon. Wow, cái dĩa gì mà nhiều quá mà. Thôi baba ăn cái này được baba. Baba ăn đi. Đi đi nào. Mấy anh ăn coi tao như nào. Đâu. Miếng này mà ngon. Thế hả? Ừ, chân ăn chú à. Hấp dẫn quá. Chào cô, anh ăn thử chút xíu ạ. Chào cô, tạm biệt. Đúng không? Ngay. Wow, ngon thì có chứ. Chị bố. Oui, tu veux goûter? Prends un morceau. Hein? Tôi thấy không á. Cái nước sốt gì mà ngon ghê. Chọn hết mì ý, chọn hết cho mình chỗ tôi vô ăn. Alex kêu mì đúng rồi, đi vô mì ý đúng là mì ý nổi tiếng. Mình đi kêu thịt. Mì ý khác nhau lắm à. Tay dòng vớt, dòng dòng đấy. Không. Anh ngon không? Cái giống. Ngon quá xí hả? Cho ba bà Alex ăn miếng. Ba bà mua ăn không? Chưa có thể, xong rồi. Cho ba bà Alex ăn miếng. Ô, Liam nữa hả? Mùi vui Liam quýt tè không biết? Mới không phải kể đâu. Dạ. Con canh nhá vậy? Nó không có? Lâu nhìn nó rồi. Quay, lau miệng cho mặc áo trắng không á. Nó dính cùng. Em mua xì nha, áo trắng không à. Em mua xì. C'est des feuilles dessus. Nó có đâu. Pense que ton plat il est bon. Oui. Oui. Tu sais où donner ta tête toi. Bah, il y a eu vite. Je vais retourner, mais maintenant c'est plus joli. Anh cũng phải vô xô đi. Liam review đồ ăn ở nhà. Ngon không? Hai miếng bự ra. Hai miếng bự. Thả ra. Hai miếng bự thì em mới mong đút cho khỏi bị dính. Đó, chung đồ này. Đó, ba này. Phát xử hôn này. Đó. Et puis il faut suivre le rythme. Oui, c'est le clin d'œil qu'on essaye de me faire. Avec un seul, tout ça. T'as vu, Yé? Mec, là, chồng va. Chồng papi. Chồng nội. Chà, hai miệng. Thả tay ra này. Thả tay ra, cái em này. Chà. Ngon hả? Nó biết bắp mà nó cũng ngon hơn. Đây đây. Chị
Ờ, cả nhà mình ăn no, ăn xong hết rồi. Ăn no ghê. Bây giờ chuẩn bị ăn món tráng miệng. Đang đợi ăn tráng miệng. Like one tiramisu. Yeah. One tart of scuro. Yeah. And one Irish coffee. Yeah. Thank you. Món đấy xe của anh lấy đẹp quá à. Chúng ta phải finir ta bière avant de commencer là. À. Món đấy xe đẹp quá à. Món đấy xe anh kêu đẹp. Rồi, giống như hoa vậy đó. Hoa á. Đẹp ác nhân. Và là đây là món đấy xe của ông nội. Ông nội kêu món đấy xe này. Đó, ông nội giúp á, giúp mẹ, giúp con dâu quay phim. Merci Baba. Ok, merci Baba. Allez, Yam, il mange de la glace. Hein? Tu veux manger? Tiens, regarde. Đó, bây giờ ăn đi, cả nhà đi ăn đi. Yam ăn tout ce qu'on a. Ăn xe nha. Mời mọi người ăn xe cùng nha. Ồ, ăn đế xe kiểu gì vậy? Ăn đế xe bằng tay hả? Trời ơi. Ăn đế xe bằng tay à? Đó. Il y en a plus là c'est fini hein. Bon appétit. Bon appétit parce que bon appétit. Ah oui, il y a une liqueur dedans. Ah, il y a de la liqueur? Oui, la Moretto, c'est une liqueur. Ủa, bà không có kêu cà phê hả? Có, mais c'est toi après. Ah, ok. Ngon không đi em? Thì em chưa gì hết mới mà ăn dính rồi đây. Dính nữa. Đây hả? Mới ăn. Ờ cái xe của bà có giống như trứng hoa. Rồi cắt miếng hoa rồi đó. Rồi. Ngon không chồng? Ngon. Tại vì kem bởi bởi cái này kem đúng không? Sao biết được là glass và là kem? No, bây giờ muốn ngủ. Đi bằng một tốt. Cháu xin đời rồi. Đúng không? Vậy, tiếp nhận. Không nút cái đó nữa, nó kêu kìa. Chàng nhằm. Sao đi em, ăn dữ gì ạ? Ăn quá thố sao không? Bon Noël. Tiens, avec la crème. Je suis pas assez rapide. Chưa kịp ăn, ba đó chưa kịp ăn miếng nào luôn. Thank you. Rồi, rồi. Cái này rượu whisky, cái này là kem nè. Ôi, nó tông bê kem xuống chậm 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 á, đẹp á. Đấy, đẹp á. Có whisky với cà phê á. Với kem ngọt á. Kem xanh tí đi. Mấy siêu này. Ok các bạn, ăn ở nhà hàng xong rồi. Bây giờ mình check in rồi. Check in 100 ml 2 euro á. Mà ăn ngon á. Check in rồi, bây giờ sẽ đi về nhà đi bộ chú dầu thủ chú thức ăn đi xuống á. Sau đó đi về nhà ngủ, chắc ngủ ngon á, ăn no lắm. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.